xin chào cả nhà. Hôm nay mình review thêm một quán chay ở quận 6. Hiện tại mình đang trên đường Phạm Văn Chí, qua khỏi ngã tư Phạm Phú Thứ, hướng tới ngã tư Bình Tiên. Mình nhìn nghiêng qua bên phải, thấy có con hẻm nhỏ nhỏ, đó đó quý vị thấy không? Mình băng qua đường từ từ. Và đây, mình đã tới quán chay Quán Âm. Địa chỉ số 137-7, Bình Tiên, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vô hẻm tầm 30m, cuối hẻm có lối quẹo phải, mình gửi xe ở trong này. He he, thấy bất ngờ chưa? Nhìn ngoài thấy hẻm nho nhỏ, ai dè vô tới trong này, rộng rãi thoải mái lắm luôn. Quán chay đây nè các bạn, bên trái có thờ tượng Phật, để mình lễ Phật cái đã, cúi lạy Phật Bà Quan Âm, xong rồi mình đi vô quán, xin mời quý vị vào trong. Trong này đẹp ha mọi người, góc này là quầy tính tiền, và đây là chữ thiền, tiếng phổ thông đọc là chản, tiếng Quảng Đông đọc là xìm, và đây chính là tâm kinh, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh nè quý vị. Và bên trong này còn nhiều bàn lắm nè. Wow, trong này cũng đẹp hen mọi người. Mình đi thẳng tuốt vô trong coi có gì không hen. À, thì ra có cái hồ cá ở đây. Wow, cá đẹp thiệt. Thôi giờ mình ra ăn nha. Xin mời cả nhà. Món đầu tiên là món đậu hũ chiên giòn. Ở giữa có chế miếng nước sốt, ăn ngon lắm nha. Tiếp theo là món thiết bản nấm, ăn giòn giòn ngon ngon. Thơm quá xá là thơm. Và tiếp theo là món cơm chiên Quan Âm chay, có dưa leo cà rốt, nấm và rong biển sấy, bắp và gạo lứt rang, có tôm viên chay nữa. Món này ngon thiệt đó. Và giờ ăn thử món cảo chiên kiểu Đài Loan, trong đó có cải nồi, có miếng tàu với nấm và có rau cần nữa. Đây bánh xèo Nhật Bản, có cải nồi cà rốt, có dưa leo với bắp, trên có mayonnaise, ngon lắm lắm luôn á. Mình tiếp tục ăn thử món mì xào Nhật Bản, tức là mì udon, thơm ngon đó quý vị. Đây món khoai tây chiên, chấm tương cà tương ớt. Đây mì ý đúc lò, có phô mai tương cà, ăn thơm thơm béo béo. Đây món xà lách rong, có dưa leo cà chua bi, chế nước sốt mè trắng. Và đây mình thử tiếp món cơm trộn ngũ hành, có tàu hũ ki chiên giòn, rong biển sấy và giá, nấm đông cô đậu que và nấm đùi gà nữa. Tiếp đến là lẩu thái, chấm nước mắm đậm đặc, thêm miếng ớt tươi vào, ăn sẽ ngon hơn đó. Cuối cùng là lẩu dê chay, chấm cho với nước cốt chanh, mời cả nhà ăn thử. Quý vị ơi quý vị, mỗi ngày quán hoạt động bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối nhé, mùng 2 16 nghỉ. Và đây là thực đơn, mời các bạn tham khảo. Mình xin review tới đây. Mời quý vị bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh chí nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tất cả các cái chí ngồi thì hạ chí cho kênh ha.